Chào các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay cô rất vui khi gặp lại các em. Sau đây, cô trò mình cùng đến với tiết học toán các em nhé. Trong học kỳ 1, các em đã được học cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng, cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính trừ. Vậy, còn cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính nhân thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Cô trò mình cùng khám phá kiến thức này trong tiết học hôm nay. Tìm một thừa số của phép nhân. Đây chính là bài trong sách giáo khoa trang 116. Cô mời các em vào bài học. Nội dung thứ nhất, nhận xét. Trên màn hình của các em xuất hiện những tấm thẻ và trên những tấm thẻ có những dấu chấm tròn. Các em lắng nghe cô nêu bài toán. Trên mỗi tấm thẻ có hai chấm tròn. Hỏi, ba tấm thẻ như vậy có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Cô nêu lại bài toán lần thứ hai. Trên mỗi tấm thẻ có hai chấm tròn. Hỏi, ba tấm thẻ như vậy có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Các em hãy suy nghĩ và nêu phép tính. Ta có phép tính 2 nhân 3 bằng 6. Các em hãy đọc lại phép tính. 2 nhân 3 bằng 6. Vậy, chúng ta đã tìm được tất cả có 6 chấm tròn. Bây giờ, các em hãy giúp cô nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép tính. 2 là thừa số. 3 ở đây cũng là thừa số. Còn 6 là tích. Cô có câu hỏi dành cho các em. Từ một phép tính nhân, chúng ta viết được mấy phép tính chia tương ứng? A. Từ một phép tính nhân, ta viết được hai phép tính chia tương ứng. Vậy từ phép nhân 2 nhân 3 bằng 6, ta sẽ viết được các phép chia tương ứng là 6 chia 2 bằng 3. 6 chia 3 bằng 2. Vậy cô trò mình vừa dựa trên mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Cụ thể đó là 6 chia 2 bằng 3. Thì trong phép nhân, 6 là tích, 2 là thừa số, 3 cũng là thừa số. Vậy ta thấy, ta lấy tích chia cho thừa số thứ nhất, ta đã được thừa số thứ hai. Và ta lấy tích chia cho thừa số thứ hai, ta được kết quả là thừa số thứ nhất. 6 chia 3 bằng 2. Ta thấy khi ta lấy tích chia cho thừa số này thì kết quả là thừa số kia. Đây chính là mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Vậy qua phần này ta rút ra được nhận xét như sau. Ta lấy tích chia cho thừa số này sẽ được kết quả thừa số kia. Vận dụng nhận xét này để đến với nội dung thứ hai, tìm thừa số ít chưa biết. Các em đọc phép tính ít nhân 2 bằng 8. Các em hãy nêu tên gọi thành phần của phép tính này. Ít là thừa số, 2 là thừa số, 8 là tích. Trong đó, ít là thừa số chưa biết, 2 là thừa số đã biết, còn 8 là tích. Vậy bây giờ, ta cần làm thế nào để tìm thừa số chưa biết trong bài này? Các em hãy suy nghĩ. Ta sẽ làm như sau. X bằng 8 chia 2. Trong đó, 8 là tích, 2 là thừa số thứ hai. Và 8 chia 2 bằng 4. Vậy, x bằng 4. Chúng ta đã lấy tích chia cho thừa số thứ hai để tìm thừa số thứ nhất. Vậy nếu trong phép tính thành phần cần tìm là thừa số thứ hai thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Cô mời các em hướng lên màn hình, chúng ta đến với phép tính tiếp theo. 3 nhân x bằng 15. Vậy thành phần cần tìm là thừa số thứ hai. Ở đây ta sẽ thực hiện như sau. X bằng 15 chia 3, trong đó 15 là tích, 3 là thừa số thứ nhất. 15 chia 3 bằng 5, ta có
x bằng 5. Để tìm được thừa số thứ hai, chúng ta vừa lấy tích chia cho thừa số thứ nhất. Các em thấy hai phép tính này có điểm gì giống nhau? À, cả hai phép tính này đều tìm thừa số. Và khác nhau, phép tính đầu tiên chúng ta tìm thừa số thứ nhất và phép tính thứ hai chúng ta tìm thừa số thứ hai. Nhưng về cách thực hiện, để tìm thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai trong các phép tính này ta đều thực hiện giống nhau, đó là lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy qua đây cô hỏi các em, muốn tìm một thừa số ta làm thế nào? Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Đây chính là kết luận của bài. Các em hãy nhắc lại kết luận này. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Các em cần ghi nhớ kết luận này để vận dụng vào làm bài tập. Và sau đây chúng ta đến với phần thực hành. Bài 1 tính nhẩm. Đây là bài tập 1, trang 116 trong sách giáo khoa. Các em hãy thực hiện tính nhẩm và ghi kết quả bằng bút chì vào trong sách của mình nhé. Cô mời các em thực hiện. Các em hãy trở lại với màn hình và so sánh kết quả bài làm của mình. 2 x 4 bằng 8. Vậy 8 chia 2 bằng mấy? Chúng ta dựa vào phép nhân trên. 8 chia 2 bằng 4. 8 chia 4 bằng mấy? Chúng ta lại dựa vào phép nhân trên. 8 chia 4 bằng 2. Tiếp theo, 3 x 4 bằng 12. 12 chia 3 bằng 4. 12 chia 4 bằng 3. 3 x 1 bằng 3. 3 chia 3 bằng 1. 3 chia 1 bằng 3. Các em có làm đúng bài tập 1 không? Cô có lời khen những bạn đã làm đúng bài 1. Còn những ai làm chưa đúng thì sửa lại luôn nhé. Cô trò mình vừa tính nhẩm thành công bài tập 1. Bài này đã nhắc chúng ta nhớ về kiến thức gì? Đó là mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Khi lấy tích chia cho thừa số này thì được kết quả là thừa số kia. Tiếp tục vận dụng kiến thức này để đến với bài tập tiếp theo. Bài 2 tìm x theo mẫu. Các em quan sát cô có câu A, x nhân 2 bằng 10. Trong phép tính này x được gọi là gì? À, trong phép tính này, x được gọi là thừa số chưa biết trong phép nhân. Muốn tìm một thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Vậy, trong phép tính này, chúng ta thực hiện lấy tích là 10, chia cho thừa số kia là 2. Chúng ta trình bày như sau. X bằng 10 chia 2. Các em lưu ý, viết chữ x sao cho thẳng thừa số thứ 2. Dấu bằng thẳng với dấu bằng ở trên, ta có x bằng 10 chia 2. Và 10 chia 2 bằng 5. Chúng ta thực hiện bước tiếp theo, x bằng 5. Các em lưu ý, viết x thẳng với thừa số thứ 2 ở trên, dấu bằng tiếp tục thẳng với dấu bằng. Viết số 5 ở dưới phép tính 10 chia 2. Và chúng ta đã có phép tính x nhân 2 bằng 10, x bằng 10 chia 2, x bằng 5. Cô có hai phép tính tiếp theo. Các em hãy dựa vào quy tắc tìm thừa số trong phép nhân và dựa vào cách trình bày bài tìm x cô vừa hướng dẫn các em. Hãy thực hiện cho cô hai câu B và câu C. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ cô sẽ sửa bài.
Các em hãy quan sát kỹ bài làm của mình đã đúng chưa nhé. Câu B, x nhân 3 bằng 12. Ở đây ta thấy x là thừa số chưa biết của phép tính nhân. X nhân 3 bằng 12. Và đây là thừa số thứ nhất. Muốn tìm một thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Vậy ở đây muốn tìm được x, chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia, lấy 12 chia cho 3. Ta sẽ trình bày như sau. Ta viết x ở dưới thừa số thứ hai, dấu bằng thẳng với dấu bằng và phép tính 12 chia 3. Cô có x bằng 12 chia 3. Thực hiện bước tiếp theo khi ta biết x bằng 12 chia 3. Vậy chúng ta sẽ tính 12 chia 3 bằng mấy? 12 chia 3 bằng 4. Vì vậy, chúng ta sẽ viết ở đây x bằng 4. Viết chữ x cũng thẳng với thừa số thứ hai ở trên, dấu bằng thẳng với các dấu bằng ở trên. Và 4 viết ở dưới phép tính 12 chia 3. Chúng ta có x bằng 4. Cùng đọc lại. X nhân 3 bằng 12. X bằng 12 chia 3. X bằng 4. Như vậy chúng ta đã tìm ra x bằng 4 để có 4 nhân 3 bằng 12. Câu C. 3 nhân x bằng 21. Lần này x không phải là thừa số thứ nhất mà x là thừa số thứ hai. Nhưng chúng ta vẫn thực hiện theo quy tắc muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Ở đây, tích là 21. Thừa số đã biết là 3. X bằng 21 chia 3. Ta thực hiện cách trình bày tương tự câu A và câu B. Chúng ta sẽ tính 21 chia 3. Vậy, cô sẽ viết x bằng 7. Như vậy, chúng ta vừa tìm được thừa số x chưa biết, x bằng 7, để có phép tính 3 nhân x bằng 21. Với bài tập 2 này, cô đã hướng dẫn các em tìm x khi x là thừa số chưa biết. Chúng ta đã dựa vào quy tắc. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Các em lưu ý, vận dụng quy tắc này vào thực hiện tìm thừa số trong phép nhân. Và chúng ta lưu ý cách trình bày cô đã hướng dẫn để trình bày bài tìm x cho đúng nhé. Bây giờ các em hãy nhắc lại, muốn tìm một thừa số, ta làm như thế nào? Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Các em hãy học thuộc quy tắc tìm một thừa số của phép nhân để chúng ta thực hiện tốt các bài học tiếp theo. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô mến chào các em. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.